Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã đón xem chương trình An ninh Điện Biên phát sóng 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Trong chuyên mục tối ngày 16 tháng 9, sau phần tin an ninh trật tự, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi ghi nhanh thực hiện phương châm thiết thực hiệu quả, bí mật an toàn, tiết kiệm tại diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên. Bây giờ nội dung chi tiết. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 327 vừa chủ trì hội nghị sơ kết công tác truy nã truy tìm 8 tháng đầu năm 2021. 8 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các kế hoạch điện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 327 Bộ Công an về công tác truy nã, truy tìm gắn với chiến dịch cấp căn cước công dân, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 để chủ động rà soát phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã. Kết quả, đã bắt vận động đầu thú 26 đối tượng, 18 đối tượng bắt vận động đầu thú theo quyết định truy nã của địa phương. 8 đối tượng bắt vận động đầu thú theo quyết định truy nã của địa phương khác. Trong đó, có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn lâu năm. Thời gian tới, Công an Điện Biên tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn đối tượng, nâng cao chất lượng công tác truy bắt vận động đầu thú, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác truy nã, truy tìm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2021, Công an huyện Điện Biên tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thành lập đội kỹ thuật hình sự thuộc Công an huyện. Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Lường Văn Cường, trưởng Công an huyện Điện Biên đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thành lập và quyết định về việc bổ nhiệm điều động cán bộ chiến sĩ đến nhận công tác tại đội kỹ thuật hình sự. Theo quyết định, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ đội trưởng đội kỹ thuật hình sự Công an huyện. Thượng tá Lường Văn Cường, trưởng Công an huyện đề nghị các đồng chí trong đội kỹ thuật hình sự nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc theo quy định của ngành, đặc biệt nêu cao tinh thần của người chiến sĩ công an, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần chia sẻ yêu thương, nối vòng tay ấm, tiếp bước cho các em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tới trường nhân dịp đầu năm mới, Chi đoàn Hội Phụ nữ An ninh Đối nội, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao tặng 209 xuất quà cho 209 em học sinh tại 6 điểm trường vùng cao tại xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Bằng nguồn kinh phí do đoàn viên hội viên Hội Phụ nữ Phòng An ninh Đối nội đóng góp và sự tài trợ của đoàn xã Lệ Chi, huyện Đoàn Gia Lâm, Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021, Chi đoàn Phụ nữ Phòng An ninh Đối nội phối hợp với Công an huyện Mường Ảng, Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng, Công an xã Ảng Cang, Ban giám hiệu trường tiểu học xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng tổ chức trao 209 suất quà cho các em học sinh tại 6 điểm trường vùng cao bao gồm 2.000 vở viết cấp 1, 450 bút chì, 200 thước kẻ, 200 vở và bút viết cấp 2, 900 khẩu trang y tế với tổng số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn đã trao tặng 9 suất quà có tổng trị giá 5.400.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mong rằng đây sẽ là niềm động viên khích lệ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích cao. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư đã và đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng xuất hiện nhiều biến chủng mới, nguy cơ lan rộng cao. Mỗi ngày có tới hàng chục ngàn ca mắc mới, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Để giữ vững thành quả phòng chống dịch trên địa bàn, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp hoạt động có hiệu quả thiết thực. Với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ trên tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không bị lây nhiễm COVID-19. Công an tỉnh đã duy trì gần 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch trong nội bộ, gần 300 đồng chí canh gác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm dịch. Tổ chức tiêm vaccine cho 848 cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đảm bảo an toàn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng công an đã kiểm soát chặt chẽ đối với người và phương tiện ra vào tỉnh thông qua 4 chốt kiểm dịch đặt tại các huyện Tuần Giáo, Mường Lai, Điện Biên Đông, đã triển khai lấy khai báo điện tử đối với 2.654 trường hợp, phát hiện 139 người từ vùng dịch về, kịp thời tham mưu phân loại cách ly theo đúng quy định. Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với 2 cơ sở kinh doanh ăn uống tập trung trên 30 người. Công dân khi đi qua các chốt kiểm dịch thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La về tỉnh Điện Biên cần lưu ý. Qua địa phận tỉnh Hòa Bình, chốt kiểm dịch số 1 huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Công dân khi qua chốt kiểm dịch phải di chuyển bằng xe ô tô hoặc xe máy và đáp ứng các yêu cầu sau. Xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ,
ký bản cam kết không dừng đỗ xe trong địa phận tỉnh Hòa Bình. Lưu ý, những người đi bộ không được qua chốt. Qua địa phận tỉnh Sơn La, chốt kiểm dịch y tế Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công dân khi qua chốt kiểm dịch phải di chuyển bằng xe ô tô cá nhân hoặc xe máy và đáp ứng các yêu cầu sau. Xuất trình giấy tờ tùy thân. Người dân tỉnh Điện Biên xuất trình giấy tờ tùy thân gồm chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước có ghi rõ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên. Những người đi đến công tác tại tỉnh Điện Biên xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy đi đường hoặc giấy giới thiệu đi công tác có địa chỉ nơi đến tại tỉnh Điện Biên do cơ quan có thẩm quyền cấp. Những người dân từ các địa phương khác đến tỉnh Điện Biên xuất trình giấy tờ tùy thân gồm chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, giấy xác nhận của chính quyền địa phương có địa chỉ nơi đến tại tỉnh Điện Biên. Các giấy tờ khác, công dân di chuyển bằng phương tiện xe ô tô cá nhân cần có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ, ký bản cam kết không dừng đỗ xe trong địa phận tỉnh Sơn La. Công dân di chuyển bằng xe máy, những trường hợp có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ, giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, ký bản cam kết không dừng đỗ xe trong địa phận tỉnh Sơn La sẽ được di chuyển qua địa phận tỉnh Sơn La đến chốt kiểm dịch Pha Đin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Những trường hợp có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ, không có giấy xác nhận, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, sẽ dừng tại chốt kiểm dịch và chủ động thuê xe ô tô để chở người và xe máy đi qua địa phận tỉnh Sơn La về chốt kiểm dịch Pha Đin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Lưu ý, trên đây là hướng dẫn công dân khi đi qua các chốt kiểm dịch trên quốc lộ 6 về tỉnh Điện Biên tại thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung thay đổi tùy vào diễn biến tình hình dịch của các tỉnh. Vừa qua, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp điều khiển xe ô tô qua cầu di tích khu vực chợ Mường Thanh. Theo nguồn tin quần chúng nhân dân phản ánh, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 9 tháng 9, ông Phạm Xuân Trình sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, huyện Điện Biên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 27A05158 đi từ hướng chợ Mường Thanh qua cầu sắt. Đây là cây cầu di tích lịch sử đặc biệt, có tuổi đời gần 70 năm, kết cấu yếu nên cơ quan chức năng đã gắn biển cấm xe ô tô và chỉ cho phép xe máy và xe thô sơ lưu thông qua cầu. Trước đó, ngày 5 tháng 9, ông Nguyễn Phú Khiêm trú tại thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông cũng có hành vi điều khiển xe ô tô qua cây cầu sắt này. Công an thành phố Điện Biên Phủ đã xác minh thông tin, mời người vi phạm lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1 triệu 500 nghìn đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định của Nghị định 100. Công an tỉnh Điện Biên và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án DB921P, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 60.000 viên ma túy tổng hợp. 18 giờ ngày 11 tháng 9, tại khu vực km số 177 quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp phát hiện 2 đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng cầm lái tăng ga bỏ chạy. Đối tượng ngồi sau ôm bao tải nhảy xuống vực bên đường nhằm thoát thân nhưng đã bị các trinh sát bao vây khống chế. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ trong bao tải có 10 bánh lớn hình vuông, bên trong có các gói nhỏ chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Giàng Xeo Pà sinh năm 1984, trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Tong, huyện Mường Nhé, và Vừa A Sinh sinh năm 1985, trú tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Trước đó, Giàng Xeo Pà biết Vừa A Sinh vừa bán 20 con bò nên rủ Sinh góp 270 triệu đồng để lên khu vực biên giới thuộc địa phận huyện Điện Biên mua ma túy về vận chuyển đi tiêu thụ để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, tại quán Internet Lương Huynh, tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, Công an huyện Điện Biên Đông bắt quả tang đối tượng Lầu A Sở sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại bản Từ Sa B, xã Phỉ Nhừ, huyện Điện Biên Đông, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 164 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh, đối tượng khai mua số ma túy trên về bán lẻ để kiếm lời. Hiện các vụ án đang được lực lượng công an đấu tranh mở rộng. Hồi 22 giờ ngày 15 tháng 9, tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ xuất hiện 3 đối tượng đi xe máy có hành vi phá hoại tài sản công dân khi dùng súng cao su bắn đạn bi sắt làm vỡ cửa kính 3 xe ô tô của người dân khi để ngoài đường. Công an thành phố Điện Biên Phủ đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy tìm đối tượng. Đề nghị người dân biết thông tin phối hợp với cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hồi 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Pa Phái, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên phối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và chức vụ Công an tỉnh Điện Biên phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép một cá thể động vật hoang dã nhóm 1B. Đối tượng Nguyễn Xuân Đức sinh năm 1997, trú tại bản Pá Nậm, xã Pom Lót, huyện Điện Biên khai nhận mua cá thể gấu có trọng lượng 30kg này của một người ở khu vực cửa khẩu Tây Trang, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đây là loại động vật hoang dã thuộc nhóm 1B, nhóm nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ điểm 1 điều 244 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì người nào vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B hoặc thuộc phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, hiện tại tôi đang có mặt tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Đây là địa điểm sẽ diễn ra phần diễn tập phương án A2 giải tán đám đông, tập trung đông người, biểu tình phá rối an ninh trật tự, bạo loạn do đối tượng sử dụng không gian mạng, sử dụng thiết bị bay không người lái lôi kéo kích động. Phần diễn tập phương án A2 nằm trong khung của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021 do Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc Bộ Công an thực hiện. Với tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp ở các địa phương trong cả nước, tỉnh Điện Biên đã chủ động thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí tham gia diễn tập. Ghi nhận của phóng viên An ninh Điện Biên. Trước khi diễn ra phần thực binh phương án 2, các đại biểu đã được tham quan phần diễu hành biểu dương các phương tiện đặc chủng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an. Với nhiều loại vũ khí, khí tài, phương tiện thiết bị hiện đại, trong đó có những thiết bị phương tiện đặc chủng là một trong những công cụ hỗ trợ có ý nghĩa và tầm quan trọng lớn trong việc tấn công, ngăn chặn, truy bắt các đối tượng phạm tội, chống gây rối trật tự công cộng, biểu tình, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ở phần thực binh, với tình huống giả định lợi dụng bức xúc của quần chúng nhân dân và sơ hở thiếu sót trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các chương trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và một số địa bàn, được sự chỉ đạo hậu thuẫn từ bên ngoài, lợi dụng các vấn đề về tự do tôn giáo, các tổ chức phản động trong và ngoài nước thông qua mạng xã hội kích động biểu tình bạo loạn để phản đối đòi yêu sách, kích động tập trung đông người biểu tình phá rối an ninh trật tự, bạo loạn tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng sử dụng thiết bị bay không người lái để thả truyền đơn có nội dung tuyên truyền kích động quần chúng và quay phim chụp ảnh live stream trực tiếp. Hỗ trợ triển khai lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp để giải quyết vụ việc, chỉ đạo bộ phận trinh sát trà trộn vào đám đông, áp sát đối tượng trên diện rộng. Các đồng chí vừa quan sát thấy các đối tượng đang sử dụng phóng trước khu vực khán đài phía bên tay trái là lực lượng an ninh mạng. Xác định đây là hoạt động tụ tập đông người biểu tình phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, nằm trong âm mưu của X và các nước đồng minh đã hậu thuẫn cho phản động lưu vong và phản động nội địa sử dụng không gian mạng, thiết bị bay không người lái để kích động các phần tử cơ hội chính trị tiêu cực bất mãn. Đối tượng phản động đã được tha tù, số đối tượng hình sự nghiện ma túy và một bộ phận quần chúng nhận thức hạn chế để đi biểu tình, bạo loạn, cướp chính quyền, lập nhà nước, ly khai tự trị và tạo cớ cho X và đồng minh thực hiện tiến công quân sự vào lãnh thổ nước ta. Đồng chí Giám đốc Quan tỉnh đã lệnh cho Trưởng phòng Cảnh sát cơ động triển khai lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn bao vây phong tỏa, chốt chặt các ngã đường, đồng thời tuyên truyền vận động giải thích thuyết phục đám đông tự giải tán. Tuy nhiên, trước những biện pháp mềm dẻo linh hoạt của lực lượng chức năng, đám đông biểu tình vẫn manh động tấn công vào lực lượng chức năng hòng chiếm trụ sở. Trước diễn biến tình hình phức tạp, đồng chí Giám đốc Quan tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố và nhân quyền huy động các lực lượng tập trung triển khai phương án giải tán đám đông, dẹp bạo loạn, đánh bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự.
lực lượng cảnh sát cơ động liên tục triển khai các đội hình chiến đấu cùng quả nổ nghiệp vụ và các công cụ hỗ trợ để ngăn chặn đẩy đuổi đám đông biểu tình ra xa cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận đánh bắt, quan sát và bắt giữ những tên chủ mưu cầm đầu khi có thời cơ. Lúc này, các phần tử cầm đầu liên tiếp kích động quần chúng nhân dân sử dụng gậy gộc, cuốc, xẻng lao vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, xúi giục đám đông dựng lán trại, ngăn cản lực lượng chức năng đến tuyên truyền vận động. Tuy nhiên, đám đông biểu tình vẫn rất manh động, liều lĩnh, liên tục giục gạch đá, bom xăng, bùi nhùi lửa tấn công lực lượng chức năng. Lúc này, nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng phức tạp, Ban Chỉ huy tác chiến đã quyết định dùng tổng lực để tấn công. Kíp xe chống bạo loạn, xe phòng cháy chữa cháy kịp thời tăng cường dùng vòi rồng phun nước xối thẳng vào đám đông biểu tình nhằm chia cắt, đẩy số quần chúng biểu tình gây rối ra khỏi khu vực bảo vệ. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Quan tỉnh, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, Ban Chỉ huy tác chiến đã huy động lực lượng phương tiện tấn công tổng lực, dập tắt cuộc bạo loạn, bắt giữ nhiều tên cốt cán cầm đầu quá khích, khắc phục hậu quả, tuyên truyền hướng dẫn những người nhẹ dạ cả tin về nơi cư trú, đảm bảo ổn định giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi đã giải tán đám đông, lực lượng chức năng đã tuyên truyền giải thích vận động quần chúng nhân dân không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giải tán trở về địa phương. Bên cạnh đó, các lực lượng đã hỗ trợ phương tiện đưa người dân trở về nơi cư trú an toàn. Sau 35 phút thực binh, các lực lượng phối hợp gồm 600 cán bộ chiến sĩ tham gia và hơn 50 phương tiện chuyên dụng các loại đã thực hiện thành công buổi diễn tập đúng với yêu cầu đề ra. Đây là cuộc diễn tập thực binh với quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, các tình huống giả định và biện pháp xử lý giải quyết mang tính liên hoàn, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Công an tỉnh cũng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021, gồm 2 phần, luyện diễn tập cơ chế và luyện diễn tập thực binh xử lý tình huống A2. Ở phần luyện diễn tập cơ chế, gồm các giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ, các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, hội nghị của từng sở ban ngành ở phần cơ chế đã được thể hiện rõ nét sát với đặc điểm của địa phương chuyển từ thời bình sang thời chiến. Trên cơ sở đó, nhiều chủ trương nghị quyết có tính khả thi đã được đưa ra nhằm nhanh chóng chuyển hoạt động kinh tế xã hội của địa phương vào trạng thái thời chiến. Diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao năng lực thực tiễn chỉ huy, chỉ đạo điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tác chiến giữa lực lượng công an với các ngành các cấp trong thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ tỉnh, trong chủ động ứng phó với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Quá trình luyện tập và diễn tập cũng là quá trình biểu dương lực lượng răn đe tấn công chấn áp các loại tội phạm, là dịp kiểm tra đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu, từ đó phát hiện sơ hở thiếu sót để khắc phục kịp thời. Đánh bắt đã nhanh chóng sử dụng các động tác võ thuật nhanh, mạnh, chính xác. Thưa quý vị và các đồng chí, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện trong quá trình luyện diễn tập theo đúng phương châm thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm, đồng thời đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia diễn tập. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên được phát sóng 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chuyên mục mời quý vị và các đồng chí cùng gửi về hòm thư email bản tin an ninh điện biên@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại.